Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, khối khí lạnh tiếp tục suy yếu và lệch ra phía đông, vẫn tạo ra gió đông đến đông nam liên tục thổi ẩm từ biển và đất liền. Vì thế, trong đêm nay và sáng mai, phía đông bắc bộ cũng như là các tỉnh Lào Cai và Yên Bái vẫn duy trì mây nhiều, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Mức nhiệt trong đêm nay và sáng sớm mai tiếp tục tăng. Thấp nhất ban đêm nhiệt độ là từ 16 cho đến 19 độ, chỉ một số nơi vùng núi là có nhiệt độ thấp dưới 15 độ. Tuy nhiên, sang ngày mai, gió đông nam ẩm sẽ yếu đi nhanh, nên tình trạng mưa ẩm sẽ không kéo dài quá 9 giờ sáng. Từ 10 giờ trở đi, trời chuyển khô ráo và sẽ hưởng nắng nhẹ vào trưa và chiều. Ở phía Tây Bắc Bộ, trời có nắng từ sáng nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp hơn, chủ yếu dao động từ 20 cho đến 23 độ. Trời chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều trời lạnh. Không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho thời tiết ở miền Trung tốt hơn. Dự báo, trong đêm nay và sáng sớm mai, các vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn nhiều mây, sáng sớm có sương mù, nhưng mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An. Nhiệt độ khu vực này dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm nay không có mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ, trời se lạnh. Sau đó, sang ngày mai, hầu hết miền Trung đều sẽ có nắng. Dự báo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, nhiệt độ chiều mai sẽ tăng lên ngưỡng là 22 đến 25 độ. Vùng từ Quảng Bình xuống đến Quảng Ngãi có mức nhiệt là 25 đến 28 độ. Còn Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ nối tiếp là 29 đến 31 độ. Với khu vực phía Nam, trong đêm nay, ở Tây Nguyên chỉ còn rét nhẹ với mức nhiệt từ 17 đến 20 độ. Ở Nam Bộ trời mát với mức nhiệt là từ 22 cho đến 25 độ. Sang ngày mai, trên cả hai khu vực đều có nắng nhiều. Mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên sẽ tiếp tục tăng lên ngưỡng 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mức nhiệt là 32 cho đến 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi cao hơn. Trên biển, trong sáng và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có sương mù và sương mù nhẹ, làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, trong khi ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5 và không nơi nào có mưa. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.